Chào anh em nhé, là năm nay hôm nay năm cái lễ hội anh em cây thang rút đơn à, thang rút đơn Nhật Bản cực kỳ tốt, thang rút đơn Nhật Bản nha, thang rút đơn cao cấp 3m8 đây cho các bạn xem nào, chân đế cao su chống trơn trượt, chân này để nền gạch nền đá rất chi là ma sát rất lớn nha các bạn. Thứ hai là bên hông của cái thang này sẽ bắt bằng các lục giác nhá, nếu có vấn đề gì mà ống nó bị rít mình sẽ mở mấy lục giác này ra mình xử lý. Thang 3m8 bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bậc, hàng cao cấp, công nghệ Nhật Bản. Kéo cái kia nhẹ nhàng nha các bạn. Thang này mình xài bao nhiêu thì mình rút lên bấy nhiêu thôi. Khi mình hạ xuống mình lấy một tay mình đỡ vô đây. Xong rồi mình bấm hai cái nốt này nó xuống nhẹ nhàng thôi thì độ bền nó cao hơn. Nha các bạn, từ từ nhẹ nhàng bình tĩnh nó sẽ xuống. Vì cơ cấu của nó giống như cây anten á, mình chỉ cần cắt cái ống này sẽ luồn vào nhau và nó thu lại thôi. Các bậc thang thì có các khe rãnh để chống trơn trượt. Nếu trời mưa hay là dày trơn trượt khá là tốt nha các bạn. Bản của nó tầm khoảng 6.5, khoảng 5 phân. Rồi nếu như các bạn có nhu cầu mua thang nhôm rút cao cấp chất lượng thì hãy liên hệ với công ty Hưng Nam Phát nha. Thang nhôm rút cao cấp Hưng Nam Phát tại quận Tân Phú. Đang khuyến mãi giá cực tốt tại công ty Hưng Nam Phát. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn có nhu cầu mua thang nhôm rút thì hãy liên hệ với công ty chúng tôi nhé. Rồi cảm ơn quý vị và các bạn.